Chiều ngày 11 tháng 9, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lang Chánh phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và ma túy. Tới dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban dân vận huyện ủy. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn và trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn huyện tại hội nghị, cán bộ mặt trận cơ sở được nghe báo cáo viên truyền đạt một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội như những vấn đề cơ bản về tội phạm, nguyên nhân, điều kiện của tình trạng phạm tội, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, biện pháp phòng chống tội phạm và chủ thể tiến hành hoạt động phòng chống tội phạm, đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội và phương pháp phòng chống các loại tệ nạn xã hội, công tác phân loại các vụ việc phạm pháp xảy ra tại địa phương và cơ sở phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân trong xây dựng chế độ tự quản xã hội ở khu vực dân cư và nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc các xã thị trấn trong việc thực hiện chương trình phối hợp hành động chống tội phạm vận động toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm cảm hóa giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư phòng chống tội phạm giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới Thông qua buổi tập huấn, thì cán bộ mặt trận ở cơ sở huyện Lang Chánh đã được nâng cao ý thức tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân tham gia phát hiện tổ giác tội phạm, nhằm ngăn ngừa phát sinh tội phạm, nhận thức đầy đủ về các loại tội phạm về ma túy, các loại tội phạm khác, xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh từ mỗi gia đình và khu dân cư. Sau hội nghị này, mặt trận Tổ quốc huyện sẽ lồng ghép các tiêu chí phòng chống tội phạm hình sự, các tệ nạn về ma túy, đẩy mạnh vận động toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục và cải tạo người phạm tội tại cộng đồng dân cư, phòng chống tội phạm và ma túy với nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh nhằm nâng cao thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn ma túy, tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm khu dân cư lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, khu dân cư an toàn lành mạnh không có tệ nạn ma túy trên địa bàn theo hướng thiết thực và hiệu quả.